Vâng, sau đó đến kênh xe đạp. Và mang đến cho bác một mẫu xe đua đồng rốt của Twitter mang thương hiệu của Đức. Và đây là một dòng xe khá là phổ biến của các bác, rất nhiều các bác ưa thích và rất tốt trong tầm giá bên em. Và xe có độ mới là trên 90%. Bây giờ xin chào và đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, thương hiệu Twitter thì không còn gì xa lạ đối với các bác nữa rồi. Đây là một thương hiệu đến từ Đức. Vâng, đây là một dòng xe road đua cuộc mới về bên em. Với cái tông màu là đỏ đen, rất là sport các bác nhé. Vâng, xe làm từ hợp kim nhôm. Khung làm từ hợp kim nhôm. Và điều đặc biệt trên khung xe là toàn bộ khung xe là có những đường vân giả carbon trên khung xe các bác nhé. Và là xe khung nhôm không mối hàn, rất là cao cấp. Đây, những đường vân giả carbon đây. Đây là xe khung nhôm nhưng mà họa tiết là vân 3D, những đường giả vân carbon trên khung xe rất là nổi bật. Và xe đến từ thương hiệu Đức, đây là sản Đức đây. Và thương hiệu Victor này là rất là phổ thông, phổ biến cho những cái dòng bác đạp xe đạp. Xe làm từ hợp kim nhôm và xe nhôm không mối hàn quá nhé. Đây, những cái đường led của trong khung xe là đều không có mối hàn ở trên khung đâu. Nhìn nó như một cái chiếc khung carbon vậy, nhưng nó là khung nhôm, rất là cao cấp của dòng là Victor. Với cái tông màu đỏ đen đậm chất là sport các bác nhé. Đây là những đường vân carbon này, các bác nhìn rõ rất là giả vân thôi chứ không phải carbon các bác nhé. Những cái đường vân 3D giả vân carbon rất là nổi bật trên khung xe. Mà cái model của dòng Twitter này là CZ1. Đây, cái model làm trên khung xe đây. Cái bình nước của nó là theo xe, nhưng mà bên tay phải em thì nó hơi như là nó gãy một miếng nhỏ ở đây. Nhưng mà các bác có thể vẫn có thể để giá bình nước. Nhưng mà khi các bác mua xe thì em kèm theo giá bình nước, kèm của xe giá bình nước khác. Là để nguyên giá bình nước này và đi kèm theo giá bình nước khác theo xe, tránh trường hợp không để được bình nước. Cổ phốt cũng có chính hãng Victor, nguyên bản theo xe. Ghi đông cổng tay lái là chính hãng của Twitter. Và đây là dòng xe cuộc bên em mới về. Đằng trước có chữ Twitter, biểu tượng của hình chiếc khiêng. Xe sử dụng với cấu hình Shimano Claris tay lắc. Tay lắc Shimano Claris trên tay phải em. Và bên tay trái em cũng được sử dụng với cấu hình Shimano Claris. Xe em đánh giá là còn rất là mới hết nhá. Trên 90%, 95% xe. Xe được sử dụng với bộ rim sườn rất là cao cấp. Đây là càng xe đây. Càng xe cũng được sử dụng vân 3D, những cái đường vân 3D giả carbon rất nổi bật trên cái càng xe, càng nhôm. Càng nhôm không mối hàn, rất là cao cấp. Vành nhôm hai lớp. Red cockpit vẫn là cái phụ kiện của nguyên bản theo xe của dòng Twitter. Đây, Red cockpit là cái thương hiệu chuyên làm phụ kiện cho xe Twitter. Vành nhôm, vành bản 5 phân nữa cơ. May bạc đạn Red cockpit màu đỏ, tông màu đỏ rất là nổi bật. May bạc đạn Red cockpit bạc đạn nguyên bản theo xe. Căm lá hẹ, căm dẹp. Đấy, giúp xe chém gió có lực đẩy tốt hơn. Xe được sử dụng với cặp lốp Maxium. Kích thước lốp là 700x23C, lốp chọc.
vẫn là thiết trước lốp cơ bản của dòng xe đua. Vâng, xe có thông số sai đứng là sai 48, tức là thế hợp tăng là từ mét 6 đến mét 7. Sai đứng nhé, chờ đứng của khung xe là sai 48. Cọc yên chính hãng của Hitter với bản cho xe. Yên xe từ Hitter cũng có màu đỏ đen rất là nổi bật, cũng nguyên bản theo xe. Vâng, xe được trang bị với đùi đất trục rỗng rất là cao cấp của Red Topic, vẫn là thương hiệu chuyên làm đồ phụ tùng của xe Twitter. Đùi đất trục rỗng rất là cao cấp, củ đề Shimano Clarit. Đằng sau xe thì cũng là cặp may bạc đạn Red Topic nguyên bản theo xe, cắm lá hẹ, cắm dẹp. Bành đằng sau cũng là bành Red Topic, lốp can da. Xe được trang bị với 8 tầng lip còn rất là mới, xích lip còn rất là mới, 8 tầng lip và 2 tầng đĩa gạt đĩa Clarit. Và bây giờ em vào xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên nếp đây, rất là mượt mà thơm thu. Xích vào nếp còn rất là mới không nhá. Xe rất là ít sử dụng nên là đánh giá rất là cao về độ mới của xe. Xuống nếp, trang bị với cặp Mayer bạc đạn của Red Topic nguyên bản lao xe. Xe được trang bị với 2 tầng đĩa, bị với đùi đĩa trục giống của Red Topic và 2 tầng đĩa chính hãng. Xuống đĩa, đặt đĩa Shimano Clarit. Lên đĩa, vâng, xe trang bị với 2 tầng đĩa. Xuống đĩa, vâng, thì cũng thân thu vào mặt mà. Đây là một Twitter dòng xe đua giả vân carbon model CZ1 bên em mới về với tông màu rất là sport, màu đỏ đen. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể trong chiếc xe Twitter mang thương hiệu của Đức với những đường vân barrier giả carbon rất là nổi bật trên khung xe, và xe được sử dụng với bộ khung nhôm cao cấp, khung nhôm không mối hàn, trang bị và xe có giá rất tốt bên em là 6.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc kênh YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.